Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của You Rich in Australia. Welcome to my channel. And now in the afternoon, 11:50 in afternoon Australia. And I live in Perth now, the Perth City, Western Australia. Yep. Thì hiện tại là mình đang ở bên Úc ha các bạn. Hồi bữa giờ mình có quay cái video nhưng mà mình không có nói nhiều ha. Cho nên là theo một cái vài yêu cầu á, thì y như là nói chuyện để cho mọi người sẽ dễ hiểu hơn ha. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái y như là mình tới đây ha. Mình tới Úc. Xin lỗi các bạn. Thì ở đây á xin lỗi các bạn nha. Thì ở đây á là Western thành phố Perth. Perth gì đó, nói chung là cái người Việt á, cái khi ở sân bay á, thì nhân viên sân bay nó là Perth. Ý là phát âm cái từ đó, đó, nhưng mà ở đây bạn mình phát âm là Perth. Yeah. Đó. Đây là cái thành phố ha, cái thành phố thuộc ở bên Tây Úc. Thì mình qua đây là khoảng tháng rồi các bạn ha. Mình qua đây với visa du lịch. Và cái visa du lịch thì người ta không có cho đi làm việc ở đây ha. Tại vì du lịch thì nó là du lịch thôi, nó dạng là đi chơi, đi dạng là đi thăm bạn bè cái kiểu vậy á, chứ du lịch là mình không được phép đi làm ở đây ha. Đây là có điều cấm kỵ. Thì nói chung á là ở đây thì cái nhiều nơi ở Úc nhiều nơi khác nhau thì cái thời tiết nó khác nhau các bạn. Nhưng mà đặc biệt khi mà mình tới bên Perth này á, thì cái tuần mà mình tới á, thì nó rơi vào cái thời tiết lạnh. Mình rất là thích cái thời tiết lạnh các bạn. Bởi vì khi mà ở Việt Nam, ở Bình Dương ha, ở tỉnh Bình Dương, thì ở Việt Nam thì nói chung là đa số là thời tiết nó sẽ nóng. Cho nên là mình thích cái thời tiết lạnh các bạn. Mình rất thích thời tiết lạnh, mà mình thấy đa số người Việt Nam, miền Nam luôn, thì sẽ thích thời tiết lạnh. Cho nên là người ta sẽ hay đi Đà Lạt du lịch ha, để cho thay đổi không khí á. Nhưng đặc biệt các bạn, khi mình qua đây á, trời ơi, thời tiết rất là lạnh luôn, lạnh hơn Đà Lạt. Lúc mình qua là khoảng 17 độ, 14 độ ha. Đó, nói chung là từ sáng tới chiều mặc áo khoác. Mặc dù bên ngoài trời có nắng các bạn, nhưng mà cái không khí nó vẫn rất là lạnh ha. Cho nên là trong cái video á thì các bạn thấy mình là đội nón rồi, nhiều khi ha đeo bao tay luôn, mang vớ luôn. Nói chung là hôm bữa mình qua đây á, mình cũng không có đem đồ, diện là không có đem đồ mà để cho như đồ mà giữ lạnh á, như là những đồ mùa đông á thì mình không có đem, mình chỉ đem áo khoác sơ sơ giống vậy thôi, áo khoác mỏng gì thôi đó. Xong rồi qua lạnh quá chịu không nổi là phải đi mua một cái áo diện là áo bông á, áo phao. Thì cái áo đó mình mua ở trong siêu thị là 30 đô. Đô Úc á, đô Úc thì nó khoảng tương đương với là đô Singapore ha. Thì khoảng 17 đồng, 17 ngàn Việt Nam. 17 ngàn ha, là một đô, là 17 ngàn. Thì mình mua khoảng 29 đô, 30 đô là khoảng 500 mấy á. 500 mấy Việt Nam ha. Thì đó, trời ơi mà ha, lạnh lắm luôn, lạnh mà ha. Lạnh mà. Nhưng mà xong rồi cái thời tiết ở đây ngộ lắm các bạn, nó không có giống như Việt Nam đâu nha. Ví dụ mình thấy á, thì ở đây đó, thời tiết nó sẽ có theo mùa luôn, mùa lạnh, mùa hè, mùa đông. Mùa hè là rất là lạnh, mà mùa hè rất là nóng nha các bạn, mà mùa đông rất là lạnh luôn á. Đó, rồi nói chung là có mùa gì nữa, tại vì mình mới qua mình không có rành nữa. Cho nên hồi bữa mình có nghe bạn của mình á có nói, nhưng mà dạng là mình cũng không có rành tiếng Anh lắm để hiểu hết. Nhưng mà
Vậy là mình thấy là nó như vậy ha, với bạn mình cũng có nói qua, nhưng mà dạng là tiếng Anh của mình nó rất là yếu cho nên là không có hiểu hết ha, chỉ hiểu sơ sơ thôi. Nhưng mà cái tháng này, tức là tháng tháng 10, tháng 11 gì đó, là tháng 11, tháng 12, tháng 10, tháng 11, tháng 12 đó, đó là mùa hè các bạn. Nhưng mà bây giờ thì đang tháng 11 đúng không, nhưng mà thời tiết vẫn là rất là lạnh ha. Rồi khoảng tuần hồi tuần vừa rồi các bạn, cái thời tiết cái ngày đó vừa mưa mà vừa lạnh nữa, nói chung là lạnh cống luôn. Xong rồi mình y là mình xem cái tin tức ở trên tivi á, thì bạn mình nói là người ta nói là 20 năm, tức là 20 năm rồi mới tự nhiên mà thấy cái thời tiết nó như thế này, tức là 20 năm rồi mới gặp cái thời tiết như thế này á, cái kiểu là nó lạnh quá trong cái mùa hè mà cái thời tiết nó lạnh ha. Đó xong rồi đó là khoảng 2 tuần nó lạnh liên tục luôn các bạn, nó lạnh mà ha. Rồi bắt đầu qua những cái ngày sau là nó nóng, nói chung là nó nóng nó lạnh, nó nóng nó lạnh, nó không có bạn. Ví dụ như là ở bên mình đúng không, ở bên mình thì ví dụ cái khoảng tháng này luôn, tháng khoảng 11, 12 gần Noel á, thì bắt đầu lạnh ha, lạnh xong rồi nó hết cái mùa lạnh đó là nó sẽ bình thường lại. Cậu này không có đâu nha, ví dụ như bữa nay lạnh cái mai nóng, cái bữa bữa kia lạnh vậy đó, nó không có theo dạng là ấy. Cho nên là với đặc biệt các bạn ở đây á, ví dụ trưa thời thời tiết mà nó có nóng á, ví dụ ngày mai nóng đi, là trời ơi, buổi trưa nó nóng 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 mà mình chịu không nổi luôn các bạn, tức là khoái ở trong nhà hơn khoái ra ngoài đường ha. Khi mà ở Việt Nam, cái thời tiết ở Việt Nam nóng khoảng 30 độ, mình ra ngoài mình không mặc áo khoác nó cũng không có vấn đề hết luôn. Nhưng mà ở đây các bạn, dạng là nó cũng là 30 độ nhưng mà cái nóng nó rất là kinh khủng các bạn, mình cảm giác là cái da của mình nó bị rát luôn ha. Đó, với lại ha, với lại là khi mà mình ở Việt Nam á, là mình xài cái kem chống nắng của Nivea như thế này ha, là mình xài mặt thôi nha, thì nói chung là nó rất là ok. Nhưng mà khi mà mình qua đây á, mình xài cái này nó không có xi nhê gì luôn, trời ơi cái mặt nó nám các bạn thấy là ha, cái mặt của mình à, tại vì mình đang xài cái điện thoại của mình camera trước á, nhưng mà camera trước nó làm đẹp á, cho nên là các bạn sẽ không thấy rõ cái nám nha. Rồi mình qua đây là bắt đầu cái mặt ngay hai bên má này nó nám từ đây qua đây luôn ha. Đó, mà cái đặc biệt là ha, cái này xài nó không có xi nhê hết, xài trát lên xong rửa mặt nó nám như thường luôn đó. Vì vậy mà bên đây á, bên đây bạn mình có mua cái kem chống nắng nè đó, mà cái kem chống nắng rất là mạnh các bạn. Ở đây ở ở ở Úc mấy cái loại nhà kem chống nắng á, rất là chất lượng ha. Tại vì ở đây các bạn nó nóng, cái độ UV á, cái độ UV trong cái nắng á, tại vì mới ngày hôm qua hôm kia gì mình mới xem thử cái thời tiết á ở trên cái máy tính nè, thì ví dụ cái ngày đó từ mấy giờ tới mấy giờ, rồi ví dụ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, thì cái độ UV buổi trưa nó rất là nóng, nó mình thấy để là 8, 9, 10 luôn, có khi có ngày 11 luôn. Đó là thời tiết nắng nắng á nha các bạn. Còn nếu mà thời tiết lạnh thì dạng nó mù mù, nó không có nắng lắm, nó cũng có nắng nhưng mà thời tiết nó vẫn rất là nóng, rất là lạnh. Còn những cái ngày mà dạng là thời tiết nó nóng á các bạn, khoảng 20, 28, 30 độ thì ra ngoài ha, mình trùm áo khoác, sức kem chống nắng, đội nón, đeo kính mát hả. Ở đây á, là người ta ví dụ nắng đúng không, là người ta sẽ đeo kính mát, đội nón, sức kem chống nắng, người ta không có mặc áo khoác các bạn. Người ta quan điểm là nóng, đã nóng rồi còn mặc thêm nữa là nó sẽ nóng thêm, kiểu như vậy. Nhưng mà mình thấy á, ở Việt Nam là đa số là mình sẽ mặc áo khoác hay này kia mọi người luôn, thì khi ra ngoài trời nắng thì nó sẽ đỡ đỡ bị ăn nắng đúng không, thì mình cảm thấy cái đó nó cũng đúng á, chứ không phải là nó sai. Cho nên là qua đây mình vẫn vẫn mặc áo khoác, khi trời nóng mình vẫn mặc các bạn, mình cảm giác y như là cái làn da nó được che chở
nó không có bị như là tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, nó sẽ qua một cái lớp áo á, cho nên nó sẽ đỡ hơn đó. Thì nói chung là mới cái đêm ngày đầu mình qua, mình sẽ y như là bạn mình cũng y y lắm, mình không có để ý đâu, mình thấy cái nắng này chắc cũng mình thấy cái nắng nó yếu rồi, hay cũng bình thường thôi, mình cũng không có quan tâm, cũng không có hèm sức kem chống nắng hay này kia hết, cũng đi ra ngoài cũng không có mặc áo khoác đâu này kia. Mình thấy nắng nó cũng đâu có nắng nhiều đâu, nhưng mà thực ra cái nắng á các bạn, cái trong cái nắng của nó cái độ UV nó rất là cao ha, cho nên là nó làm da, cái làn da rất là dạng là y dạng sát thương cái làn da á đó. Với lại là mấy bữa trước nữa mình xem trên TV á đó, thì người ta dạng là nó có chiếu những cái đoạn mà những mấy đứa trẻ mà nó bị ung thư da các bạn đó, cho nên ở đây á nó rất phổ biến về cái bị ung thư da ha, cho nên là ha mọi người dạng là những đặc biệt là những mấy đứa trẻ, mấy đứa nít á ra đường là người ta phải dạng là cũng đội nón rồi chăm sóc cho nó ha. Với lại khi mà mình đi ngang cái mấy cái trường học á, mình thấy cái dạng cái giờ đó là dạng cũng khoảng 9-10 giờ, nhưng mà ở ngoài sân là mấy đứa nít á, mấy đứa đi học á, mấy đứa trẻ nó đi học rồi khoảng chắc cũng cấp 1 á, khoảng 8-9 tuổi gì đó, thì con trai nha, con trai con gái luôn, nó sẽ đội nón, cái đội nón có vành các bạn. Ở Việt Nam nhiều khi con trai nó không có đội nón cái vành đâu, nó đội nón nó kết thôi ha, nhưng mà ở đây mình thấy là đội nón có vành luôn đó. Và con trai con gái gì cũng vậy luôn, bắt đầu nó ra ngoài sân á, ngoài cỏ á, dựng là cái sân cỏ á, là nó chơi đá banh hay nó chơi gì đó, cái mình nói là ủa, mình hỏi bạn mình ủa cái này là mấy đứa nít này phải phải đeo phải đội nón, phải đội nón hả? Cái bạn mình nói là ở đây quy định là không đội nón là không có đi chơi, không có ra ngoài chơi đá banh đó, cho nên là các bạn biết là cái sức nóng, cái độ UV ở đây rất là nguy hiểm nha. Đó, bắt đầu đó mà mình xem như vậy, mình xem trên tivi rồi bắt đầu trời ơi, mình cảm thấy cái da của mình đó nó bị nám rồi ha, nó nóng nó rát rồi, mình bắt đầu mới cảm giác là sợ đó. Thì bắt đầu mình mới mới tập trung, mình mới mới thấy cái sự mới bắt đầu là y như là sức kem chống nắng rồi lên á. Ừ. Với lại ha, cái làn da của mình đó các bạn, cái khi mình ở Việt Nam cái làn da của mình nó đã rất khô rồi, với lại mình rất hay rửa tay, cảm giác nó dơ dơ, bắt đầu là rửa tay rồi rửa xà bông, rửa tay rửa mặt thường xuyên á, bắt đầu nó làm cho cái da của mình nó trở nên nó càng khô hơn, khi nào rửa nhiều quá thì nó sẽ mất đi cái dưỡng ẩm tự nhiên của cái làn da. Bắt đầu qua đây mình cũng vậy luôn, nhưng mà mình cũng không có nhận ra cái điều đó ha, bắt đầu qua đây cũng rửa tay rửa mặt, bắt đầu cái da nó trở nên khô, khi mà trời lạnh á, trời lạnh bắt đầu nó khô queo luôn, khô queo bắt đầu ha, nó bị tróc da rồi nó bị nứt da ra, nó chảy máu. Rồi khi mình rửa chén á, mình rửa chén mình cũng sẽ rửa bằng xà bông, mình sẽ rửa tay không luôn. Những cái video mình mới chia sẻ các bạn á, thì các bạn thấy mình rửa chén là mình có đeo bao tay đúng không? Thì đó, tại vì khi mà mới những ngày đầu mình qua đây mình rửa chén mình không có đeo bao tay á, rồi da mình khô nữa mà mình rửa bằng nước nóng nữa các bạn, thì y như là những cái video trước mình chia sẻ đó, đó là lý do người ta rửa chén bằng nước nóng để mà y như là nó tiêu diệt vi khuẩn á đó. Với lại khi người ta ăn xong á là người ta phải rửa dọn dẹp rửa chén ngay luôn, chứ mình không có để qua khoảng 2-3 tiếng sau mới rửa hay này kia, không có để qua ngày để rửa, là người ta sẽ ngâm trong nước nóng người ta rửa liền đó. Mình cũng vậy luôn, phải rửa rửa xong rồi cái da của mình nó đã khô, nó chảy máu, mà các bạn tưởng tượng là tiếp xúc với xà bông rửa chén là cái chất tẩy nó rất là nhiều, rồi gặp nước nóng nữa đó, rồi bắt đầu là cái da nó rát, nó nứt ra, mà nó giống y như nó rạn đó các bạn. Mình cảm giác mình thấy cái da mình nó nứt nó chảy máu, mà mình thấy cái da nó giống y như nó bị rạn, như là những cái người mà người ta sinh em bé người ta có bầu á, bắt đầu da nó rạn ra kiểu vậy đó. Trời ơi, xong rồi đụng vô nước, đụng gì xà bông là hả, bắt đầu nó rát chịu không nổi luôn. Rồi bắt đầu mình thấy ở nhà mình có cái chị họ
thì rửa chén cũng đeo bao tay. À bắt đầu mình mới ra siêu thị mình mua cái đầu tay vô đó mình đeo thì nó sẽ đỡ rồi. Với lại ha, ở đây lạnh đó các bạn, sáng sớm lạnh tối lạnh, dù cho thời tiết ban ngày nó có nóng hay là có lạnh thì ban đêm nó vẫn rất là lạnh. Bắt đầu chiều chiều đó đầu thời tiết nó lạnh, gió nó thổi một cái là nghĩa nó lạnh run luôn đó. Cho nên đó là lý do mà tại sao mà các bạn thấy hầu hết những cái video á, dù nóng hay là lạnh là mình cũng mặc áo khoác đó. Lạnh lạnh mà các bạn nghĩ lạnh mà ha, gió gió rất là mạnh, gió rất là mạnh các bạn, mà lạnh mà đến nỗi mà đeo bao tay, đeo vớ chân vớ tay bao tay ha, rồi đội nón rồi ha đó rồi ha. Cho nên lạnh như vậy mà buổi tối tất nhiên là phải tắm, tắm bằng nước nóng mới chịu nổi, nước lạnh không chịu nổi luôn các bạn đó. Tại vì ở Việt Nam mình đâu, mình không có ở nhà đâu có nhiều nước nóng đâu, cho nên là thường sẽ tắm nước lạnh hơn. Nhưng mà qua đây tắm nước lạnh chịu không nổi luôn các bạn, nó như đá vậy đó, trời ơi. Là bắt đầu lại tiếp xúc nước nóng nữa đó, thì nó sẽ làm cho làn da của mình nó lại trở nên khô hơn đó. Bắt đầu trời toàn thân rát luôn, từ cái mặt xuống cái tay, cái bàn tay rồi cái bụng luôn. Nói chung là những cái phần da mà mỏng á là bắt đầu tắm mà nước nóng vô rồi ha, xà bông tắm rồi vô, rồi cái da đầu của mình luôn nó rát luôn, trời ơi nó rát rát kinh khủng. Rồi bắt đầu không biết làm sao, bắt đầu bạn mình nói sức mấy cái dưỡng da rồi vô đó, cái đầu cũng đâu có để ý đâu, cũng không có tin, kiểu là sức sức gì để đó đi, sức gì xong. Tại vì mới đầu mình sức mình cảm giác nó không có xin gì hết á, xong rồi bắt đầu rát quá đau quá rồi mới sức đó. Thì bắt đầu mới sức nè, là sức tối trước khi ngủ, sức lên tắm rửa xong sức lên da mặt, sức tay cái dù nằm khô quá là sức lên liền, sức chân chân nứt nẻ luôn tùm lum tà la hết luôn đó. Xong rồi cái á, liên tục 2 ngày là cảm giác là cái da nó đỡ hơn rồi. Bắt đầu bữa nay bắt đầu là thời tiết dựng là nó hơi ổn ổn lại xíu, nó cũng không có quá nóng, ví như là cũng có ngày ví dụ bữa nay nóng bữa kia nó thời tiết nó đỡ đỡ lại xíu. Như bữa nay nè, bữa nay thì dự báo thời tiết nó sẽ có mưa ít ít, cho nên là cái ở ngoài trời nó không có nóng đến nỗi nóng kinh hoàng các bạn. Nóng đến nỗi mà mình đi ra ngoài đường á, mình ngồi trong xe á nha, mà đội nón đeo mắt kính mà về tới nhà là nhức đầu chịu không nổi luôn đó. Đó thì đó là các bạn cảm giác là nó nóng đến đến cỡ đó luôn á. Xong rồi ha, đó bây giờ sức rồi, sáng sáng mình cũng hay tắm, sáng đầu dậy bữa hồi mấy bữa trước đâu đâu có tập thể dục đâu, bữa nay mới bắt đầu tập thể dục nè. Buổi sáng bữa giờ ha, cứ dậy xong cái tắm xong cái bắt đầu ăn sáng đồ ăn 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 quá trời ăn, bây giờ hả lên 2 kg luôn, lên 2 kg cái bụng cho bá lửa luôn. Xong sáng nay mới bắt đầu tập thể dục xong mà tắm tắm gội đầu này kia, rồi bắt đầu bây giờ mình mới sức dưỡng vô nè. Thì ở đây á nói chung là những cái sản phẩm về thuốc nè, về thuốc vitamin nè, collagen nè, rồi dưỡng da nè, chống nắng nè, đó đó là những cái loại thuốc, sữa nữa nè, đó là những cái sản phẩm mà dạng là nổi tiếng ở Australia, ở Úc hết các bạn. Thì dạng là bởi vì cái thời tiết như thế này thì người ta phải tạo ra những cái sản phẩm để bảo vệ cái làn da, bảo vệ sức khỏe ha. Cho nên là ở đây những cái sản phẩm này nó rất là chất lượng các bạn đó. Thì sáng nào vì sao các bạn, mấy bữa trước á mình thấy da mình khô mình cũng đâu có thèm sức mấy cái này chi, nhưng mà ý là chống nắng á, mà là mình bắt buộc phải sức kem chống nắng. Nhưng mà biết sao các bạn, mình mới đầu á mình sức cái này không, mình sức kem chống nắng không á, cái kem này nó rất là mạnh, nó chống nắng rất là mạnh. Cho nên ha, cho nên là khi mà mình sức lên á, cái da mình nó đang khô mà nó đang chảy máu mà sức vô nữa, rồi bữa sau cái da nó càng khô hơn đó đó. Xong rồi cái bữa mấy bữa trước mình bắt đầu thử là mình sẽ
sức cái dưỡng này lên trước, xong sau đó mình mới sức cái chống nắng thì cái làn da của mình rất là đỡ các bạn. Nói chung là nó khi mà sức dưỡng ẩm cái da nó sẽ bị nhức nhức nhờn nhờn á, thì nói chung là nó sao không có được dễ chịu lắm, nhưng mà ý là nó sẽ bảo vệ cho làn da đó, nó sẽ đỡ rõ rệt bị khô da, bị chảy máu cái làn da nè. Hôm bữa nè, trời ơi, từ cái khúc này tới cái khúc này sức cái gì vô nó cũng rát nó luôn á, rát mà chảy máu luôn, rướm máu ra đó. Xong rồi hả, bây giờ mình sức cái này, tối là mình sức cái này lên đúng không, tối là mình không có sức kem chống nắng mà chỉ sức cái dưỡng này thôi đó, sức hết cái mặt luôn. Xong rồi cái ban ngày mình cũng sẽ sức cái này lên trước, cái dưỡng da trước cho nó mềm cái da lên, nó dưỡng cái da nó không có bị khô ha đó. Mà cái này nó cũng mắc lắm nè các bạn, bio cái này là mua ở trong cái nhà thuốc á, pharmacy ở đây á, thì một cái vậy là 25 đô, rất là nhỏ nhưng cái mùi nó rất là nhẹ nhàng các bạn, cái mùi rất là dịu mát ha. Nói chung cái nắng của Việt Nam nó không có nguy hiểm các bạn, nó nắng nhiều khi mình cảm giác nó nóng thôi à, còn đây là nó nắng mà nó ăn da luôn á. Nó tức là ở đây á, nam nữ gì hết người ta đều sức kem chống nắng như bạn, khi mà người ta đi ra nắng là người ta có bắt buộc phải sức kem chống nắng, tại vì nó nguy hiểm, nó bị bệnh nha, nó bị bệnh không có sức là nó bị bệnh đó, chứ không phải là bị sức để cho nó đẹp đâu các bạn, sức để chống chống lại cái nguy hiểm, cái tia cực tím á, chứ không phải là người ta sức để người ta làm đẹp đâu các bạn. Ở Việt Nam nhiều khi sức sức để làm cho da đừng có bị đen, đừng bị nám, nhưng ở đây á, người ta sức là chủ yếu là nó đừng có bị ung thư da ấy các bạn đó. Xong rồi bữa tự nhiên thấy trên đường hình nói ung thư da, sợ thấy bà luôn. Xong bây giờ mới sức đó, mình sẽ sức trước cái này. À, với một điều nữa các bạn, cái ngày mà đầu tiên mình qua, ngày đầu tiên hay là ngày thứ hai gì đó, mình cái lỗ mũi mình bị chảy máu cam á, là tức là nó không có chảy nhiều, nó chỉ chảy một ít nhỏ thôi, tại vì mình có thói quen khi mình rửa mặt á, mình sẽ cho nước ít ít vô để mình hỉ cái mũi ra, nhiều khi bụi hay này kia với lại cái mũi nó đóng trong đó đó, mình cho nước vô thì nó sẽ mềm, rồi mình hỉ mũi ra. Bắt đầu mình cũng thường mình cũng sẽ làm vậy để vệ sinh cái lỗ mũi á. Xong sau đó cái ngày đầu tiên, ngày thứ hai qua mình cũng vậy luôn, cái tự nhiên rửa xong cái mình hỉ ra, mình thấy máu nó dính dính cái tay. Bắt đầu là cái tình trạng đó nó sẽ kéo dài trong khoảng 2 tuần mình tới đây luôn các bạn. Xong rồi mình không biết là bị gì, không biết bị gì luôn, tự nhiên sao chảy máu, xong mà nó không có chảy máu nhiều đâu, nó chỉ chảy máu ít thôi, nhưng mà mình lại bị dạng là lại bị loãng máu á, cho nên là không biết là nó bị nó không cầm máu hay sao không biết. Xong cái bữa kia nữa tự nhiên máu hai bên nó chảy ra luôn, nó chảy nhiều lắm luôn, buổi tối nữa các bạn. Xong cái sợ quá đâu biết làm gì đâu, xong rồi bạn mình lấy cho đá, cũng mấy cục đá lạnh á, xong rồi bỏ vô cái bịch, xong rồi ịn lên lỗ mũi, xong rồi mình nhét 2 cục bông gòn vô luôn, mình giữ khoảng nửa đêm luôn á, khoảng 9 giờ tối mà mình ha, thở bằng miệng, thở không nổi, nhiều khi ngủ quên á, không thở, ngọt thở, sau bắt đầu thức dậy, trời ơi nó kinh khủng lắm. Cái bữa sau cái mình mới lên Google mình xem thử như là cái triệu chứng của chảy máu cam thì nó là những cái bệnh gì. Bắt đầu mình thấy nói chung là cũng nhiều bệnh lắm, nhiều bệnh lắm, nhưng có một cái người ta có nó cứ ghi là y như là do thay đổi thời tiết đột ngột các bạn, nóng quá hoặc là lạnh quá thì nó cũng sẽ bị chảy máu cam đó, cho nên
cái bữa sau mình suy nghĩ có thể là nó sẽ là do như vậy. Nói chung là mình cũng sợ những cái bệnh khác luôn các bạn, sợ luôn chứ không phải không sợ, nhưng mà ý là tại vì mình mới qua đây là cái thời tiết nó thay đổi rất là đột ngột như các bạn, cho nên là theo chứ mình nghĩ như vậy, cho nên là bữa sau là lạnh bắt đầu, đúng không, lạnh bắt đầu cố gắng là mặc hai cái áo lạnh luôn rồi đeo bao tay vô rồi đeo khẩu trang vô, tại vì người ta cũng có nói ghi á, nếu mà thay đổi thời tiết quá đột ngột, nắng nóng quá lạnh quá thì các bạn có thể đeo khẩu trang vô để cho nó giảm bớt cái nóng với lại cái lạnh á, tại vì khi mà cái không khí lạnh mình hít vô cái lỗ mũi mình cảm giác là cái lỗ mũi nó bị khô các bạn, nó thiếu cái chất nhầy để bảo vệ cái ở bên trong á đó. Xong rồi mình đi đâu mình cũng phải đeo khẩu trang vô, mà cái ở đây các bạn, ở đây người ta thấy thấy cái người khác mà đeo khẩu trang này người ta vẫn cảm thấy nó không có thích lắm á, cái kiểu gì đó, cho nên là ha, mà cái lúc đó ý là hiện tại nè thì ở bên đây á cái dịch Covid nó đang trở lại rồi đó, tức là phải có hai ba người người ta bị gì đó, cho nên là khi mình đi ra ngoài mình thấy người ta cũng có đeo khẩu trang, nhưng mà trước 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 cái tuần này á, là những cái tuần trước á là mình đeo khẩu trang là người ta không ai đeo khẩu trang hết các bạn, xong á mình đeo khẩu trang đi siêu thị xong người ta cứ nhìn nhìn mắc cười lắm. Ok thì đó à, với lại á cái thay đổi thời tiết rất là nguy hiểm các bạn. À với lại mình muốn chia sẻ các bạn nè, ý như là ở đây á người ta sẽ người dân bản xứ luôn, người dân ở bản xứ ở đây á là người ta cũng phải mua bảo hiểm y tế ha, tại vì tất cả những cái dịch vụ những cái giá cả ở đây ở Úc các bạn là như là nó mắc. Bữa mình nghe ai nói nè, y như là cái giá ở Úc á nó mắc có thể là đứng đầu hoặc là đứng thứ hai thứ ba gì trên thế giới các bạn, y là cái giá cả nó khá là mắc ha, nó khá là mắc đó. Cho nên hôm bữa mình có đi du lịch á, xong mình gặp hai người kia y là có hướng dẫn viên luôn, có hướng dẫn viên thì dẫn mình nói chuyện với viên rồi đó à, đi chung á, xong xong bạn mình hỏi hai người đó, hai hai cái bạn đó là ở Canada ha, người dân Canada đi qua Việt Nam du lịch đó, thì bắt đầu mới hỏi bạn mình ở đâu, nói bên Úc này kia đó, rồi hỏi thăm qua lại đó. Xong rồi bạn mình hỏi là có qua Úc chơi lần nào chưa, cái hai người đó nói là chưa có đi lần nào hết tại vì ở bên Úc mắc lắm không có tiền đi đó, nói vậy á. Xong là các bạn biết là cái giá cả ở Úc là nó khá là mắc các bạn á, cho là những cái dịch vụ y tế ha nó rất là mắc. Cho nên ở đây hầu hết ai cũng sẽ mua bảo hiểm y tế ha, tại vì cái hình như là cái mức bảo hiểm y tế ở đây á, cái bảo hiểm nó chi trả ngược lại á, nó như nó cũng cao á. Xong rồi với lại người dân mà người mà đi du lịch tới đây á như mình nè, trước khi mà mình xin visa, ý là trong khi mình xin visa du lịch á là mình phải mua cái bảo hiểm y tế ở đây, là có nó có thời hạn á, ví dụ mình đi du lịch bao lâu thì mình sẽ mua cái thời hạn bao lâu ha. Đó hôm bữa là mình cũng có đi khám, đi đi ra ngoài bác sĩ khám dặn là bác sĩ tư các bạn, thì khám khám xong sẽ có cầm cái bill của bác sĩ ha, là có bao nhiêu tiền, rồi bắt đầu mình sẽ lấy cái bill đó mình với bạn mình đi ra ngay chỗ cái văn phòng của cái bảo hiểm y tế mà bữa mình mua á, là để lấy tiền lại á, cái kiểu lấy tiền lại hoàn tiền lại á. Thì bữa mình đi khám xong mình đi tái khám là hết 140 đô, 140 đô thì cái bảo hiểm người ta trả lại cho bên mình đó, ý là mới đang làm hồ sơ thôi chưa có tiền về các bạn, nhưng mà ý là mình phải ra qua đó mình làm, mình hình như là có cái giấy khám sức khỏe, cái giấy khám bệnh rồi này kia đó đó, mình sẽ nhập thông tin vô cái app, ý là cái người đó hướng dẫn mình tải cái app về điện thoại rồi nhập vô xong rồi
là cái tiền mà bên bảo hiểm y tế người ta sẽ hoàn trả lại á, là 70 mấy đô á, tương đương với là tầm khoảng một nửa số tiền các bạn đó, cho nên nó rất là đỡ ha. Còn nếu mà ở đây là đặc biệt luôn, đi khám bệnh rất là mắc luôn các bạn, rất là mắc ha, người ta nói vậy luôn á, là tại ở đây á, ở đây cái dịch vụ mà y tế á, nói chung là thiếu người rất là nhiều, cho nên là bác sĩ hay là y tá, nói chung là bên y tế á, người ta lương rất là cao các bạn. Với đồng nghĩa như vậy thì cái phi chi phí mà ví dụ các bạn đi khám bệnh á, các bạn phải trả cũng phải cao, thì cái lương của bác sĩ nó mới cao được ha, theo mình nghĩ là vậy ha đó. Đó thì nói chung là vậy. Với lại hôm bữa mình có tham gia một cái group của người Việt, cộng đồng Việt sống ở bên Tây Úc á, thì mình thấy có một cái trường hợp là cái chị đó là ở Nha Trang, là người Việt Nam đúng không, lấy chồng bên Úc rồi có con ở bên đây, sống ở bên đây, xong rồi ba ba của chị đó qua thăm, xong rồi qua thăm xong rồi chắc là không biết bị sao, nói chung là qua thăm xong cái bị bệnh các bạn, bị bệnh xong rồi đưa vô bệnh viện á, đưa vô bệnh viện xong rồi mà cái chị đó không có mua cái bảo hiểm y tế cho ba chị đó, xong rồi cái nằm viện vừa tiền nằm viện vừa tiền thuốc men nữa là mấy ngàn đô á, xong rồi không có tiền trả, bắt đầu đi lên vậy, là đi lên mấy cái group đó để như là kêu gọi hỗ trợ hay này kia đó. Đó thì mình thấy nội dung người ta ghi vậy á, thì mình kể lại cho bạn xem, cho nên là mình muốn nói là ý là khi các bạn mà đi qua đây á, thì du lịch hay là nói chung là cái gì cũng vậy, các bạn phải cần phải mua bảo hiểm y tế ha, tại vì cái khi mà ví dụ cái chi phí á, nó rất là cao, nếu mà có bảo hiểm y tế nó cũng rất là đỡ ha. Đó, như là lâu rồi mình không có làm video mà mình nói chuyện như thế này á, cho nên là sẽ cảm giác như là nó hơi còn ngại ngại á, cho nên các bạn thông cảm nha. Rồi sau sau đó đúng không, sau đó mình sẽ sức kem chống nắng lên đó. Đặc biệt nha các bạn, ở ở Úc á, nước Úc luôn, đó là một cái hòn đảo, nước Úc là một hòn đảo nha các bạn, tại vì Úc ví dụ cái nước Úc ở đây đúng không, xung quanh là đại dương, là biển á, cho nên là hả rất là nóng các bạn, rất là nóng, có vùng biển mà các bạn nào mà đi du lịch ở biển á thì các bạn cũng biết là cái nhiệt độ ở ngoài biển nó sẽ nóng hơn cái nhiệt độ trong đất liền ha. Và ở thành phố Perth, ở ở đây ở ở ở ngay chỗ như thế này, thành phố Perth này á, thì nó sẽ nói chung là nó sẽ kế bên biển luôn, thì cái chỗ mình ở là ra cái bãi biển khoảng 5 km, nhưng mà mình bữa giờ mình chưa có ra ngoài đó ha, tại hôm bữa giờ nó đang lạnh á, mà cái nhiệt độ của nước biển nó rất là lạnh, lạnh như đá vậy các bạn. Khi mà cho nên bạn mình nói á, ví dụ mùa hè á, khi mà trời nóng thì người ta mới đi biển, đi tắm á, đi đi vào biển tắm biển á, còn như là cái thời tiết lạnh người ta không có đi biển, không có đi tắm biển, tại vì cái nước biển á, nước biển bình thường nó đã rất lạnh rồi các bạn, mà cái thời tiết mà lạnh nữa là cái nước biển nó rất là lạnh luôn, lạnh run luôn á. Không, cái đó là mình có đi tắm rồi, đây là hôm bữa cách đây 3 năm về trước là mình đã có du lịch qua đây một lần ha, là lúc đó mình có đi đi tắm rồi, trời ơi, nó lạnh kinh khủng luôn bạn, liệt lạnh như đá luôn á, và lúc đó thời tiết nó không 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 có lạnh, cái thời tiết nó cũng cũng không có lạnh lắm mà cũng không có nóng lắm đó, ý là mình sẽ xịt kem chống nắng những cái vùng da nào mà dạng là nó dễ bắt nắng á, như là lỗ mũi nè, cái gương mặt nè, những cái vùng da viện là nó trồi ra bên ngoài á, ví dụ cái lỗ mũi đúng không, tại vì khi mà mình ra ngoài mình thấy mấy người mà những người Úc ở đây á, mấy người da trắng á, xong ha
người ta ra ngoài người ta làm á, đeo đeo bắt kính đen đúng không, đội nón đúng không, nhưng mà nhiều khi cái nón với là mũ của người ta cao á, nó sẽ chưa ra vậy nắng nó sẽ táp vô đây là nó sẽ đỏ nguyên cái vùng này luôn đó. Xong rồi là người ta phải sức sức cái lỗ mũi đó. Y như là vậy đúng không, thì nắng nó sẽ xuống đây, mình sẽ sức ở đây, sức tay rồi sức bàn chân đó, kiểu vậy đó. Ý sao các bạn, như hai ba bữa trước nữa, trời ơi, cái mắt của mình nó cay dã man, mình đang không biết là chắc có khi mình sức sức cái này nè, sức cái kem chống nắng á, cái kem chống nắng này nó rất là mạnh các bạn, nhiều khi nó sức gần con mắt quá nó bị cay con mắt. Với lại hai ba bữa trước mình có đi ra ngoài, dạng ra ngoài nắng á, mình quay video á thì nó nắng chang chang luôn, lúc đó thì quên đem cái mắt kính, mất kính mát á, xong rồi 2 ngày liên tục vậy luôn, trời ơi con mắt mở không nổi, xong ha, nó bị đau, nó bị sưng lên luôn á, nó bị rát á, nó bị sốn ở trong đỏng á, là mình nhìn không thấy đường luôn, mình không rõ luôn, cho nên là mình cũng không biết là do kem chống nắng hay hay là do ánh nắng nó bị con mắt nó bị vậy. Là ha các bạn thấy là con mắt nó đang còn bầm nè, ý là mình dụi nó cay quá, mình chậm nước mắt nó chảy ra, mình chậm riết mà con mắt này nó bị sưng lên, nó sưng lên mà nó bầm luôn á, tại da mình là bị lỡ máu là nó hay bầm á, ví dụ cái da mình mà mình trúng vô đâu á nó chảy máu hay ở đâu bắt đầu nó bầm tím lên thì con mắt cũng vậy luôn. Cho nên là ha, mấy bữa trước đâu có hèm nắng lạnh, xong nay với lại ha, mà nay mình qua mình cảm giác là y như nó cũng dần dần nó quý cái thời tiết, chứ hôm bữa qua trời ơi nó lạnh mà ha, lúc nào cũng phải mặc áo lạnh hết á, chịu không nổi. Ok thì nói chung là mình có một cái vài điều để chia sẻ đến các bạn, mà y như mấy bạn mà muốn biết về cái ở Úc á, thì mình chia sẻ một cái thông tin cơ bản mà mình ta những cái để cho các bạn có thể hiểu hơn ha. Thì nói chung đây là một cái kênh mới mình mới tạo, cho nên là các bạn khi mà xem video á, thì các bạn có thể là ý như là vui lòng mình nhấn đăng ký ha cho cái kênh của mình, để như là ủng hộ mình thêm, để cho mình có động lực để mình làm thêm những cái video hiện là hay hay á. Với lại khi mà các bạn xem những cái video của mình á, các bạn y như là có những cái thắc mắc gì, những cái câu hỏi gì, những cái gì mà bạn muốn biết ở đây á, thì ví dụ mình biết mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha trong những cái video này. Cho nên là các bạn khi mà các bạn xem video thì các bạn bấm đăng ký kênh giúp mình, rồi bên cạnh cái nút mà đăng ký subscribe á, thì các bạn subscribe kênh á, thì nó có một cái biểu tượng của cái chuông á các bạn, thì đó là cái chuông thông báo, thì các bạn nhấn vô mình luôn cái chuông đó luôn ha. Tại vì khi mà ví dụ mình có những cái video mới á, thì trên trên cái điện thoại của bạn nó sẽ có thông báo, thì các bạn có thể xem ngay luôn cũng được, mình xem giải trí luôn cũng được, rồi mình xem ví dụ mai mốt mình có nhu cầu mình qua đây du lịch hay là gì đó thì các bạn cũng có thể biết thêm một cái thông tin của mình chia sẻ ha. Nói chung là ở đây á, mỗi vùng nó cũng có một cái thời tiết khác nhau, thì mình đang chia sẻ là cái thời tiết ở thành phố Perth ha, ở miền Tây nước Úc đó. Thì những cái vùng khác như là miền miền Bắc nước Úc nè, rồi những cái vùng miền Nam hay này kia đó, thì cái thời tiết nó sẽ khác nhau luôn. Thời tiết nó sẽ khác nhau, nó giống như ở Việt Nam, ví dụ ở miền Bắc miền Nam đó, thì nó sẽ có cái thời tiết gì mà nó khác nhau, nó không có giống nhau hết đó. Cho nên là khi mà các bạn mà muốn như là du lịch đến đến đây á, thì các bạn cũng có thể hiểu hơn thời tiết, như là các bạn có thể chuẩn bị về quần áo hay này kia
Để các bạn mà vừa đến đây cảm thấy nó sẽ chỉnh chu hơn, nó sẽ không có bị là một vài điều giống như mình vậy ha. Ok, và thì tạm thời mình sẽ dừng cái video này ở đây, và mình có những cái ý tưởng, những cái nói chung là khi mình làm video cái kênh này á, mình làm những cái video ở Úc á, mình sẽ chia sẻ những cái gì rất rất là bình thường trong cái cuộc sống ha, ở bên này đó, là thời tiết rồi nói chung là này kia, thì nói chung là mình sẽ như là mình làm gì mình sẽ chia sẻ cho các bạn có thể xem, như là xem để giải trí, xem để nói chung là để hiểu hơn, nắm bắt hơn về một vài thông tin ở bên nước ngoài ha, thì các bạn có thể biết cái này khi mà các bạn đi du lịch đến đây thì nó cũng dễ dàng hơn. Ok, chào tạm biệt các bạn nha.